Hi guys, it's Brady. So Blue recently put up a video where she was talking in Vietnamese, which no one understood. So I took my handy dandy Vietnamese to English dictionary and went through word by word and translated it for you. So I hope you enjoy. Chào các người, em là Blue. Em sẽ năm nay chúc mừng năm mới. Với năm nay em sẽ mua trong chuyện giảm cân. Em đến thử cái này để cho em coi em mập sao. Em không muốn mập nữa. Thế cho em sẽ làm cái này. Thế đi cái này em mập lắm, em mình không muốn ăn nữa. Thì em ăn nhiều quá. Mà em vui lắm. Năm mới này em biết em hay đợi tới cuối cùng mà em muốn không muốn mập nữa. Em biết em nói hay nói em không có uống nữa mà em nghĩ này hay hơn. Mà thì năm nay em nghĩ uống hơn hay hơn không có uống. Em nên chương trình giảm cân mà em không có muốn nói ai. Thì em nên muốn giữ bí mật. Với cái thằng Irene nó nói kỳ cục, nó nói em mập, em không muốn mập nữa. Nó nói em cần ăn Vim Pocket thì vì em ăn nhiều Hot Pocket lắm. Em không có hiểu, em không muốn cái thằng nó nói nữa. Em muốn ốm thì em sẽ không có mập nữa. Em sẽ viết xuống em miếng cân ở dưới bàn để em cho nó dễ hơn, để cho không có ai thấy. Với nào em ăn nhiều quá, em nhìn dưới để cho em biết em không có ăn nhiều quá. Để em muốn ốm, em sẽ viết dưới đây nè. Đó, giờ em không có mập nè. Năm nay em sẽ ốm.